quý cô bác tuổi đinh mùi kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì làm sao để giải hôn hóa cát làm sao để nắm bắt được thời cơ làm sao để chuyển mình giàu có công việc thông thuận tiền lương tiền thử tăng cao hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được các nhà chim tinh học, nhà tự vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Đinh Mùi chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi đinh mùi hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi đinh mùi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là tuổi con dê, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước sông thiên hà. Người tuổi Đinh Mùi, cuộc đời có nhiều may mắn và hưởng được những việc hên bất ngờ. Gia đạo được đầy đủ và tốt đẹp, công danh tuổi nhỏ có nhiều triển vọng, từ trung vận trở đi công danh rất vững, có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp vững chắc vào số tuổi 36 trở lên, và từ đó về sau, sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa tiền bạc tạo ra dễ dàng và cũng bắt đầu hưởng được những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Vào trung vận và hậu vận cuộc sống hưởng được an nhàn, số phú quý, con cái giàu sang, nhưng nếu làm phước, hiền lành, thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, đầu tháng có nguyệt lệnh Lâm Mộ xuất hiện đem lại nhiều ảnh hưởng không mong muốn tới con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Sự chủ quan, lơ là thiếu đi sự tập trung cho công việc có thể khiến bạn vướng phải nhiều sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc ở thời điểm này. Bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân có trách nhiệm hơn với những nhiệm vụ được giao, đừng làm với tinh thần đối phó cho xong mọi việc. Bạn làm dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì sự lười biếng nhất thời khiến bạn đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Khi có vấn đề nào không hiểu, bạn hãy mạnh dạn hỏi bạn bè, đồng nghiệp hoặc nhờ sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm phong phú hơn mình. Còn nếu bạn cứ giấu rốt, bạn sẽ ngày càng thụt lùi, thậm chí gây thêm phiền phức cho tập thể. Tuy nhiên, trong tháng 3 âm lịch này, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Đinh Mùi không chỉ toàn những điều xui xẻo vào khoảng thời gian cuối tháng sự nghiệp gặp vượng vận người tuổi đinh mùi có kiếp tài lâm cục mệnh chủ có tinh thần và sức sống dồi dào bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn nên vận công việc có phần được thuận lợi hơn ngoài ra bạn cũng được các tinh thiên đức và hữu bật trợ giúp chỉ cần bạn vực dậy được tinh thần của mình và cố gắng quyết tâm làm việc thì mọi khó khăn cũng không còn quá đáng sợ mọi trở ngại vẫn có thể vượt qua và thu được thành quả thêm vào đó, tinh thần quyết tâm, cố gắng của bạn hẳn sẽ gây được sự chú ý của quý nhân. Người này sẽ giúp cho bạn có thể đưa ra những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Cho nên vận trình của bạn vẫn có nhiều điểm sáng đáng chú ý trong tháng này. Về mặt tài vận, bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Nhìn chung vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 không có nhiều biến động tích cực. Tháng này, do chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn cần hạn chế làm các công việc trọng đại hay ký kết hợp đồng quan trọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới tiền bạc càng cần phải cẩn trọng để tránh gây hao tài tốn của. Người tuổi Đinh Mùi, dù trong tháng Bính thì này vẫn có vận quý nhân xuất hiện, nhưng thành công hay không là phụ thuộc vào chính bạn, không nên trông chờ ỷ lại. Tỷ kiên suy vận, nó báo hiệu tháng này người tuổi Đinh Mùi nên tiến hành tuần tự, tuân thủ theo kế hoạch, nắm chắc an toàn trong việc quản lý và sử dụng tiền bạc cùng với cách chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về túi bạn. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể vướng phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến lượng khách hàng không còn ổn định như trước, túi tiền vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, bạn cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này để có cách sửa chữa, thay đổi phù hợp nếu không dễ rơi vào cảnh mất khách dẫn đến lỗ vốn. Người làm công ăn lương, công chức viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân cần chú ý tập trung vào công việc không để xảy ra những lỗi lầm không đáng có, những lỗi bạn gây ra không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của tập thể mà còn có thể gây hao tài tốn của phải dùng tiền bạc để đền bù sửa chữa. May mắn là các tinh thiên đức xuất hiện cũng sẽ đem lại ít nhiều những tác động tích cực đến vận trình tài lộc của bản mệnh. Quá trình kiếm tiền, làm ăn của người tuổi Đinh Mùi vẫn có những dấu hiệu cho thu về tài lộc, nếu bạn chú ý quan sát xung quanh và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định thì có thể tránh được rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thêm vào đó những người đi trước giàu kinh nghiệm cũng có thể xuất hiện giúp đỡ bạn, chỉ ra cho bạn hướng đi đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ cho thu tài lộc về túi của mình. Về mặt tình cảm, xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận trình tình duyên đang có điểm báo gặp phải nhiều trở ngại. Trong khoảng thời gian này, bạn và nửa kia của mình thường xuyên mâu thuẫn vì những lý do nhỏ nhặt, nếu không chịu hạ cái tôi của mình xuống và bao dung cho đối phương, thì quan hệ đôi bên sẽ rất dễ bị dạn nứt dù bạn và nửa kia có không hợp nhau khi trò chuyện đi chăng nữa thì bạn cũng đừng nên nghĩ tới việc tìm niềm vui ở bên ngoài hành động không chung thủy có thể khiến cho những người ruột thịt của bạn bị tổn thương sâu sắc với những tâm sự chất chứa trong lòng không tìm ra hướng đi cho mình bản mệnh có thể trò chuyện tâm sự với những người bạn bè thân thiết và thực sự đáng tin cậy để giải bày tin rằng sau quá trình tâm sự bạn sẽ thấy tâm trạng của mình nhẹ nhóm hơn giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực thậm chí tìm ra cách giải quyết vấn đề đúng đắn hơn Đối với người độc thân, do quá bận rộn với cuộc sống của mình nên chưa nghĩ đến việc đi tìm người cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, bạn cho rằng một mình mình cũng có thể giải quyết êm xuôi mọi vấn đề, chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Thái độ cự tuyệt trong chuyện tình cảm sẽ khiến những người vốn có thiện cảm với bạn trở nên e dè, không dám tiến lên một bước nữa để đến với bạn. Về mặt sức khỏe Bước sang tháng bính thì này, may mắn là, tình hình sức khỏe của người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, không có nhiều biến động đáng chú ý. Người tuổi đinh mùi, nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân mình lao động quá sức, hoặc dành quá nhiều thời gian cho các thú vui, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh đó, người tuổi đinh mùi cần vận động hợp lý, để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có, bản mệnh không nên cố gắng làm việc quá sức của mình nếu gặp khó khăn gì, thì nên nhờ con cháu giúp đỡ, bạn cũng nên tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên cô lập bản thân với người khác. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn, hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy, để cảm thấy nhẹ nhóm hơn. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch này, thời tiết chuyển mùa, rất dễ làm cho con người phát sinh bệnh tật, các bệnh như cảm cúm, lây nhiễm, đều có thể xảy ra. Vì vậy người tuổi đinh mùi, cần phải chú ý giữ mình, bảo vệ bản thân, để sức khỏe của mình luôn được đảm bảo nhé phong thủy phòng ngủ, giường ngủ, cho tuổi đinh mùi, sinh năm 1967. Theo quan niệm của người phương Đông, thì giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung và người tuổi mùi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, là một điều vô cùng quan trọng. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ, giường ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt, các hướng, sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Hướng giường, là đầu giường hay đuôi giường, tính đầu hay chân. Giường ngủ trong phong thủy được coi là một tiểu thái cực, một vật thể hay một dạng loan đầu nhỏ. Giường ngủ được xác định là sơn chứ không phải là thủy ở đây chúng ta cần hình dung giường ngủ giống như là một ngôi mộ tọa là nơi đầu giường phía đầu của người ngủ còn hướng chính là chân giường phía chân của người ngủ khi ngủ dậy đa phần mọi người thường ngồi dậy và nhìn xuống phía chân giường đồng thời lúc nằm ngủ cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ chân giường đưa tới do đó ta có thể coi hướng giường chính là hướng phía chân của người ngủ không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn nghĩ giống như khi ta đứng phía trước ta sẽ là hướng và phía sau sẽ là tọa vậy phong thủy phòng ngủ cho nam tuổi đinh mùi cung càn thuộc tây tứ mệnh hướng sinh khí hướng tây hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y đông bắc hướng tốt thứ ba bệnh tật thuyên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức tây nam hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị tây bắc hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình phong thủy phòng ngủ cho nữ tuổi đinh mùi, cung ly, thuộc đông tứ mệnh. Hướng sinh khí, hướng đông, hướng tốt nhất, chỉ về tài vận cực tốt, khỏe mạnh, rất vượng về người. Hướng thiên y, đông nam, hướng tốt thứ ba, bệnh tật thiên giảm, tài vận cũng tốt, khỏe mạnh sống lâu. Hướng phúc đức, hướng bắc, hướng tốt nhì, tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí. Hướng phục vị, hướng nam, hướng tốt thứ tư, tài vận tốt thường, khí vận trung bình, sức khỏe và gia vận trung bình. Vậy hướng nào tốt nhất để ngủ? hướng bắc, tránh tình trạng mất ngủ. Tư thế nằm đầu quay về hướng bắc, chân về hướng nam, sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mất ngủ và khó ngủ, trằn chọc. Đây là hướng nằm lý tưởng cho những ai thính ngủ, vì nó khá yên tĩnh và thoải mái về cả phong thủy lẫn khoa học. Bởi nằm ngủ như vậy, từ trường sẽ đi qua cơ thể một cách ổn định, giảm tối đa sự can thiệp của từ trường trái đất. Ngược lại, nếu nằm ngủ hướng đầu theo phương Đông Bắc, bạn sẽ khó ngủ và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tốt nhất bạn nên tránh nằm quay đầu về hướng này. Hướng đông, sự nghiệp thăng tiến. Hướng đông, được coi là hướng ngủ lý tưởng cho tuổi trẻ, bởi nó tràn đầy sinh khí, giúp người ngủ tăng cường ý chí phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp, theo đó sự nghiệp sẽ thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, bạn có thể nằm trách theo hướng đông nam, nếu bạn đang cần sự sáng tạo trong công việc. Bởi đây là hướng thúc đẩy sức sáng tạo, đồng thời tăng cường các mối quan hệ xã giao, giúp bạn thuận lợi và thành công hơn trong sự nghiệp. Hướng tây, giấc ngủ say nồng, nhưng tạo sự lười biếng, ỉ lại ngủ quay đầu về hướng tây sẽ giúp bạn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ cũng như có được giấc ngủ sâu ngon và đầy thơ mộng tuy nhiên hướng ngủ này không phù hợp với những ai chưa có sự nghiệp ổn định bởi nó khiến bạn trở nên lười biếng chậm và thụ động hướng nam không tốt cho sức khỏe và tài vận theo ngũ hành hướng nam chứa hỏa khí cực mạnh không tốt cho việc nằm ngủ vâng quý cô bác tuổi đinh mùi kính mến Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại